to represent Vietnam in this context, Face of Asia 2021, and I currently work in a field of modeling. And to pursue this passion, I never stop myself from training and practicing every day, and also having a balanced diet to keep my body in a good shape. The fashion world is increasingly changing every day, and I guess some people would describe me as a gecko, a beautifully complicated creature which can constantly adapt to new environments. That's a matter of fact, just like other candidates of other countries joining this competition, we hope to receive your support to get closer to the triumph. Xin chào, tôi là Minh Tùng, năm nay tôi 29 tuổi, hiện tại tôi đang sống và làm việc tại Việt Nam. Sở thích của tôi là nghe nhạc vào mỗi buổi sáng và đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Tôi là người thân thiện và luôn giúp đỡ tất cả mọi người khi gặp khó khăn, bởi vì khi giúp đỡ ai đó thì tôi cảm thấy rất là vui và cuộc sống có thêm nhiều sắc màu hơn. Tôi đã từng trải qua rất là nhiều những công việc, và công việc người mẫu là công việc mà tôi yêu thích nhất, bởi vì nó đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm, cũng như là cho tôi thấy được những cái nỗ lực của tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Về quan điểm sống của tôi thì điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu, mà chúng ta sống như thế nào. Bởi vì mỗi con người chúng ta chỉ được sống một lần thôi, hãy sống hết mình để không phải cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.